Thưa quý anh chị và các bạn, ông bà ta thường có câu phổ bền tại người. Hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn mọi người cách vệ sinh rửa chiếc máy Leverlux K8 tại nhà một cách đơn giản và hiệu quả để đảm bảo được cái chất lượng của nguồn nước một cách tốt nhất và cũng để tăng cái tuổi thọ của chiếc máy. Vậy mọi người hãy làm theo hướng dẫn của Tâm nhé. Cái thao tác đầu tiên của quá trình rửa máy đó chính là công tác chuẩn bị. Chúng ta cần chuẩn bị một cái hộp như này. Khi chúng ta mua máy, công ty đã cho chúng ta một hộp. Trong này gồm đầy đủ các cái dụng cụ cần thiết cho cái quá trình rửa máy. Đó chính là một cái lắp đỏ để tí nữa chúng ta nắp vào cái vòi dưới của máy. Một cái bình để đựng nước axit chanh. Một đầu lọc giả. Và mỗi lần rửa máy thì chúng ta cần đến hai cái gói bột axit chanh. Đây chính là cái công tác chuẩn bị, chúng ta cần những cái thứ này, chúng ta chuẩn bị trước ra. Khi chúng ta đã cho hai cái gói bột axit chanh vào đây rồi, chúng ta bật máy lên và lấy nước làm đẹp. Độ pH là 6.0. Thì cái độ pH 6.0 này nó mang cái tính axit nhẹ thì cũng rất là tốt. Còn nếu không chúng ta lấy nước thường, nước vòi của thành phố cũng được. Chúng ta đã cho đầy bình vào đây. Và chúng ta lấy đầy lên. Ta lắc đều lên và tan hết cái bột axit chanh ra. Cái thao tác tiếp theo của cái việc rửa máy đó chính là việc setup màn hình. Mình đang dùng tiếng Đức thì mình bấm vào cái phần Einstellung. Đó, bấm vào Einstellung. Bây giờ nó hiện ra các cái dòng chữ thì chúng ta bấm vào phần Ereignung từ trên xuống, đó là hàng thứ tư. Mình bấm vào Ereignung. Đó. Bây giờ nó hiện ra là chúng ta có đồng ý rửa không thì chúng ta bấm vào cái phần yeah. Bấm vào yeah. Nếu mà tiếng Anh thì là yes. Bấm vào yeah. Đó. Thì bây giờ trên màn hình nó hiện ra, nó bảo chúng ta hãy cho hai gói axit chanh vào trong cái bình, chúng ta cho nước vào lắc đều lên. Thì vừa nãy Tâm đã làm rồi đó, Tâm đã chuẩn bị trước rồi. Bây giờ chúng ta xong rồi, chúng ta bấm OK. Ta bấm OK. Đó. Vậy là chúng ta đã xong cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai, máy hướng dẫn chúng ta tháo cái bình nước muối điện phân ra và cho cái bình nước axit chanh mà chúng ta vừa pha, chúng ta sẽ cho vào. Rồi chúng ta sẽ tiến hành làm bước thứ hai là tháo cái lắp nhựa này ra, tháo cái bình nước muối điện phân ra và cho cái bình nước axit chanh chúng ta vừa hòa vừa lấy đó, chúng ta lại lắp vào như thế này. Đó. Rồi chúng ta lại lắp cái lắp nhựa này vào cho nó chắc. Đó. Đấy là xong cái bước thứ hai. Chúng ta bấm vào OK. Chúng ta bấm vào OK. Lúc này màn hình sẽ hướng dẫn chúng ta sang cái bước thứ ba. Đó là màn hình hướng dẫn chúng ta tháo bầu lọc và lắp bầu lọc giả vào. Đó. Thì chúng ta bấm OK. Chúng ta tiến hành tháo cái bầu lọc ra thì ở bên hông này có một cái lắp nhựa đấy. Chúng ta tháo ra, chúng ta chỉ cần việc đẩy nhẹ nó lên. Đẩy lên, chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Đây là cái phần bầu lọc của máy. Chúng ta tiến hành tháo. Đó, tháo thì chúng ta, đây là cái khóa này. Đây là off, đây là close. Thì chúng ta mở ra thì chúng ta kéo cái lẫy cái khóa này từ bên phải sang bên trái chúng ta. Nhấc cái lẫy này ra. Rồi chúng ta rút cái bầu lọc này ra rất đơn giản. Đó. Thì khi tháo cái bầu lọc này ra chúng ta phải đảm bảo lấy hai cái gioăng đen của cái bầu lọc chúng ta lắp lại giả. Hai cái gioăng đen đây nó ở lại trong này, chúng ta lấy ra và lắp giả lại cái đầu lọc này. Đó. Chúng ta để sang một bên. Lúc này chúng ta lắp cái đầu lọc giả vào. Cũng đảm bảo hai cái gioăng đen được gắn ở đây. Để nắp như thế này. Rồi chúng ta lại khóa lại. Rồi chúng ta lại khóa nó lại. Đó. Đóng nó lại.
Vậy là chúng ta đã làm xong 3 bước. Bây giờ trên màn hình hiện ra cái bước thứ tư, đó là hướng dẫn chúng ta phải lắp cái vòi dưới bằng cái lắp màu đỏ này vào, để đảm bảo làm sao nước nó không bị chảy ra. Chúng ta nhớ lắp chắc và lắp ở cái phần nhỏ nhé. Chúng ta lắp vào đây cho nó chắc. Và nhớ chỉ lắp ở vòi dưới thôi nha mọi người. Lắp ở mỗi vòi dưới thôi. Đó. Vậy thì chúng ta đã thao tác xong rồi, chúng ta sẽ bấm OK. Bấm OK. Rồi, vừa rồi chúng ta đã làm xong 4 cái thao tác của cái quá trình rửa máy. Đó chính là cái bình nước muối điện phân được tháo ra, thay vào đó là cái bình nước axit chanh. Rồi bầu lọc thì được tháo ra và thay vào đó là cái bầu lọc giả. Và bước tiếp nữa đó chính là cái nút đỏ được lắp vào cái vòi dưới của máy. Xong rồi, bây giờ máy sẽ chỉ cho chúng ta sang cái phần thứ 5. Đó là chúng ta chỉ việc bấm vào cái phần start. Đó chính là bắt đầu. Vậy là chúng ta bấm vào Start. Đấy, trên màn hình hiện ra chúng ta phải chờ 3 tiếng cho máy hoạt động nhé. Trong thời gian này chúng ta có thể làm những công việc khác. Lúc này máy đã báo rửa xong. Reinigung ist beendet. Bây giờ trên màn hình thông báo rằng bước thứ 7 này chúng ta phải tháo cái nút màu đỏ ở vòi dưới ra. Sang cái bước thứ 8, máy báo rằng chúng ta tháo bỏ đầu lọc giả ra và lắp trả lại cái bầu lọc của máy vào. Còn lúc này chúng ta tháo bỏ cái bầu lọc giả của máy ra, mở cái khóa ra như thế này, nhấc cái lõi lọc giả ra. Đó, đảm bảo hai cái gioăng cao su của cái đầu lọc giả vẫn được lắp lại. Sau đó chúng ta lắp trả cái bầu lọc của máy vào. Đó, cái logo Indagic được ở phía trước. Sau đó chúng ta lắp khóa cái khóa này lại như cũ. Đấy, thao tác đã xong. Bước tiếp theo chúng ta lắp trả cái nắp nhựa này vào. Sau đó chúng ta bấm vào OK. Trên màn hình sẽ nhảy sang cái bước thứ 9. Đó là chúng ta phải tháo cái bình nước rửa này ra. Tháo cái bình. Đến lúc này nước axit chanh đã được hút hết lên máy và rửa xong rồi, lay rồi. Đó, chúng ta bước thứ 8 là chúng ta lấy cái bình nước axit chanh ra. Rồi chúng ta bấm OK. Bước thứ 9 thì chúng ta lắp giả cái bình nước muối điện phân vào. Lắp giả cái bình nước muối điện phân vào, sau đó ta đóng cái nắp nhựa này vào giả. Rất là nhẹ nhàng. Đấy. Như vậy đã xong. Xong rồi chúng ta bấm OK tiếp. Thì cái bước thứ 10 nằm trên màn hình chỉ cho chúng ta rằng chúng ta phải mở cái nước ra. Đây là cái khóa, chốt nước bây giờ đang khóa lại, chúng ta mở ra và chúng ta mở cho nước nó chảy. Đó. Thì bây giờ nó báo là chúng ta phải tráng máy trong vòng 300 giây, từ 15 phút. Lúc này thì chúng ta có thể mở cái mức độ vừa phải thôi. Và cái nước này chúng ta có thể hứng lại dùng trong cái quá trình vệ sinh, lau chùi nhà cửa hoặc là rửa chén bát, hoặc cũng có thể là dùng túi cây được, không có sao cả. Máy của nhà mình vừa mới được rửa xong, bây giờ mình lấy nước để thử độ pH cho mọi người xem nhé. Đây là nước cam kèm, mình lấy nước cam kèm 9.5. Mọi người lấy nước, mọi người nhớ lên lấy ở cái mức vừa phải thôi, đừng có mở to quá thì cái chất lượng nước nó sẽ được rất là cao. Em sẽ uống bớt đi. Cái hàm lượng hydro rất là nhiều luôn. Bây giờ mình khóa lại và mình lấy nước thường của thành phố. Rồi mình dùng cái quỳ tím này là cái chất mà thử cái nồng độ pH của dung dịch, chính là quỳ tím đấy. Xỏ vào mỗi cốc 3 giọt thôi. Đó. Để mình nhìn thấy cái chất lượng nước nó khác nhau. Cái máy vừa rửa xong, nước cam kèm có độ pH là 9.5, nó có cái màu tím như thế này. Đó. Không phải là nước nào cũng giống nhau đâu. Đấy.
để đảm bảo sức khỏe, mọi người nên rửa máy hàng tháng, 4 tuần đến 6 tuần chúng ta rửa một lần nhé. Thì cái chất lượng nước nó sẽ được tốt hơn rất nhiều. Anh chị em thân mến, vừa rồi Tâm đã hướng dẫn mọi người cách vệ sinh rửa chiếc máy căng kèm lên vào lúc K8 tại nhà một cách đơn giản và hiệu quả, rất dễ làm, dễ thực hiện. Vậy mong 4 đến 6 tuần anh chị em chúng ta nên vệ sinh rửa chiếc máy này một lần để đảm bảo làm sao máy cho ra cái nguồn nước có chất lượng tốt nhất, giàu hydro hoạt tính, giàu khoáng chất và đảm bảo được cái tuổi đời của máy cũng được gia tăng từ 25 đến 30 năm phục vụ cho chính chúng ta và gia đình của chúng ta. Vậy nên chúng ta hãy chịu khó nhé. Của bên tại người mà, chúng ta chăm sóc cái máy này thì máy nó lại chăm sóc chúng ta. Thế nha mọi người, hãy quan tâm đến sức khỏe của chính mình và gia đình của mình. Nếu có khó khăn gì trong cái quá trình vệ sinh chiếc máy này, mọi người hãy liên lạc với Tâm, Tâm sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.